Trong đợt mưa lớn vừa qua, quận Liên Chiểu là địa phương có nhiều khu vực ngập nặng với hàng ngàn hộ dân phải sơ tán. Để đảm bảo an toàn, ngay sau khi mưa giảm, địa phương đã triển khai khắc phục hậu quả để ổn định đời sống người dân. Nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh đến đó. Kinh nghiệm này được người dân ở vùng rốn ngập Hòa Khánh Nam triển khai ngay sau khi mưa giảm. Trong đợt mưa lớn vừa rồi, địa phương này có nhiều khu vực bị ngập sâu. Đặc biệt có 8 vị trí ngập nước từ 1 đến dưới 2 mét. Những ngày qua, phường Hòa Khánh Nam đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức lại cuộc sống. Tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, tổng dọn vệ sinh trên địa bàn phường. Những khu vực nào mà có bị nặng thì phường sẽ điều các cái phương tiện, lực lượng hỗ trợ. Đồng thời là phường đã phối hợp với các cái đơn vị bộ đội đóng trong trên địa bàn cũng như là huy động toàn bộ lực lượng dân quân tại phường tiến hành đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các cái kiệt ngõ hẻm, và đồng thời thì hỗ trợ giúp các cái nhà dân mà có cái trong đợt ngập sâu mà hậu quả để lại nặng nề, đồng thời là những cái trường hợp mà nêu đơn hoặc những trường hợp khó khăn thì ủy ban nhân phường đã có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ cho người dân dọn dẹp. Khi nước rút thì còn ít nước thì nhân dân cũng tự dọn vệ sinh môi trường cho nó sạch sẽ. Thứ nhất là trong các bờ tường, đường phá, nói chung là chúng ta phải dọn vệ sinh để sau này có ảnh hưởng đến môi trường sống cho cái về xa. Đây là tuyến đường Thanh Vinh 10 tại phường Hoa Khánh Bắc. Do mưa lớn, đất đá đổ về đây đã chắn đường đi. Để đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, phường đã sớm huy động máy móc để dọn dẹp cũng như khơi thông để nước rút. Ủy ban nhân phường đã chỉ đạo các ngành chức năng trước tiên thì rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân, và trong sáng 15 tháng 10 thì ủy ban nhân phường đã triển khai các lực lượng trong ngày 15-16 để khắc phục, thu dọn các lượng bùn đất trôi lấp theo các dòng nước từ trên núi Thanh Minh đổ xuống để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình lưu thông, và lắp đặt các cảnh báo tại các miệng cống hở đã bị bùn đất ngăn không cho thoát nước để người dân đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Do lượng mưa lớn nên vừa qua trên địa bàn quận Liên Chiểu có hơn 100 vị trí ngập lụt, trong đó có 24 vị trí ngập nước từ 1 mét trở lên, đặc biệt có 4 vị trí ngập sâu hơn 2 mét. Để đảm bảo an toàn thì quận đã triển khai sơ tán hơn 6.000 người ở khu vực thấp trũng. Cùng với việc khẩn trương dọn dẹp để ổn định đời sống người dân, thì quận Liên Chiểu cũng ra soát sẵn sàng phương án ứng phó khi mưa lớn vẫn có thể tiếp diễn những ngày tới.